tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho
trong khổ hải đò từ vấn đời hai bất chúng sanh đưa tới lạc ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà Thọ ký rỡ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo đừng quan âm ngoài thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh anh thấy ai ai khi nào gặp nắng niệm ngài liền quay qua ngài thế âm cứ cò đò sanh lành ngài nghe tiếng ưng chánh tới liền vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngữ ngai vàng vua cha diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi một cảnh tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là
hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu ơi, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giang cấm kỳ đồ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quảng này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời sanh đưa tới làng bang chính từng sen bao đài vàng Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Đừng Quan Âm Oai Thần Long Long ai cấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh anh thấy ai khi nào gặp nắng niệm ngài liền qua Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh này nếu ai có một niệm lành này ngài nghe tiếng ứng danh tới liền dầu trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm từng khói ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngữ ngai vàng vua cha diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công
thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tai động hương tính bất thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiện không hai, tâm thanh cơ khó chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu dáng cấm kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, sanh đưa tới làng ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Đừng quan âm ngoài thần lòng lòng, ai cấm thế gian đều trong danh ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai, khi nào gặp nạn niệm ngài liền quay. Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh, nếu ai có một niệm lành, ngài nghe tiếng ứng danh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh
làm tân khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cánh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây làm che phủ, nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ơi chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thằng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra, Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bế ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phố môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiện không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ
vẫn đời bất chúng sanh đưa tới lạc ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Đừng quan âm ngoài thần lòng lòng ai cấm thế gian đều trong danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nắng niệm ngài liền quay quan thế âm cứu cò đồ sanh lành ngài nghe tiếng ưng chánh tới liền vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngữ ngai vàng vua cha diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi một cảnh tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bế ngài muốn đổ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một
phẩm phô môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay, cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu dân cấm kỳ đồ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quảng này. Một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, sanh đưa tới làng bang, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà Thọ Ký rõ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Đừng quan âm ngoài thần lòng lòng, ai cấm thế gian đều trong danh ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai, khi nào gặp nắng niệm ngài liền qua. Quan thế âm cứu khổ độ sanh, lành ngài nghe tiếng ứng danh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực, ngài niệm danh ngài làm từng khói ngài. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian. Hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngữ ngai vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả, sau cùng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cùng tu, phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tai động hương tính Bắc thành Việt Nam anh.
một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngài, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Miền Nam hải núi Phò Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Hoài thần linh hiện không hai, tâm thanh cơ khó chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giang cấm kỳ đồ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương, ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, sanh đưa tới làng ban, chính từng sen bao đài vàng, Di Đà Thọ Ký rõ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.